trong bối cảnh diễn biến phức tạp của kinh tế khu vực và toàn cầu chính sách bảo hộ thương mại của một số nền kinh tế trên thế giới đang gia tăng và xung đột thương mại mỹ trung kéo dài thì việc xây dựng bảo vệ và phát triển năng lực sản xuất trong nước đang trở thành một yêu cầu cấp bách nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô duy trì tăng trưởng bền vững và đảm bảo ổn định xã hội với mức cắt giảm thuế quan hầu hết về 0%, theo 13 Hiệp định Thương mại Tự do FTA đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có độ mở cửa cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít thách thức đối với mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, các biện pháp phòng vệ thương mại do Bộ Công Thương áp dụng đã góp phần bảo vệ công an việc làm, khuyến khích sản xuất trong nước phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ cân bằng cán cân thanh toán quốc tế có phần ổn định giá đầu vào cho một số ngành sản xuất trong nước, ngăn chặn những tác động tiêu cực của hàng nhập khẩu ồ ạt, cạnh tranh không lành mạnh với hàng hóa trong nước. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước thông qua việc điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.